Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Hôm nay chú Ba Nhẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các học viên của mình thực hiện cây số 8. Cây số 8 cũng đã thực hiện xong. Video của mình cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Nha, mời vô. Nếu vô các bạn cũng chuyện. Rồi, đem vô.